Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay Minh Hải miền Đông tiếp tục ngồi đây để gửi tới quý vị và các bạn với một thông tin rất là nóng vừa cập nhật được đến từ miền Trung, liên quan tới là bác trưởng thôn lên tiếng sau khi là bị tố nhà có điều kiện nhận cứu trợ, và bác nói tôi buồn chứ không giận ai. Đây là một câu chuyện mà bác đã lên tiếng. Và trước khi vào câu chuyện của bác xóm trưởng này, tôi không quên gửi tới cô chú anh chị cùng các bạn gần xa một lời chúc bình an, vui khỏe, hạnh phúc và may mắn trong cuộc sống. Thưa các bạn, chuyện bác trưởng thôn với là Thủy Tiên trong những ngày qua rất là nóng. Hầu như trên các trang mạng xã hội cũng như là các kênh YouTube, báo chí nói rất nhiều về cái vụ việc này. Giữa Thủy Tiên và bác trưởng thôn đã có những hiểu lầm như thế nào? Và tôi ngồi lên đây thì tôi hôm qua tôi cũng có gửi cho mấy cô chú anh chị và các bạn những video trước đó, thì có những thông tin trái chiều và có nhiều comment cũng trái ngược với nhau. Một số thì ủng hộ Thủy Tiên, một số khác thì ủng hộ về bên là bác trưởng xóm. Không biết ai đúng ai sai. Và tôi là người đưa thông tin, nhưng tôi nói với các bạn này, tôi cập nhật từ báo chí, chứ tôi không phải ngồi đây để tôi bịa đặt một câu chuyện lên để nói nha các bạn. Đó thì các bạn xem video thì các bạn cố gắng xem cho hết, tại vì video tôi làm chỉ có 8 đến 10 phút đổ lại mà thôi. Rồi nghe tôi nói cái gì, tôi chỉ là một người đưa thông tin. Nếu có sai, báo chí sai chứ tôi không có sai nha các bạn. Và các bạn comment thì nói những lời cũng rất là nặng, nhưng cái chuyện đó là không sao cả, tại vì là người làm truyền thông là phải vậy rồi. Không mà chính người mười ý, tôi không bao giờ cũng để bụng mà làm gì. Tôi cũng rất là cảm ơn các bạn đóng góp ý kiến rất là nhiều, nhưng tôi cũng mong các bạn đóng góp làm sao á, những lời nói nó tế nhị một chút xíu, tại vì tôi không phải bao giờ bịa đặt, vì tôi là người lấy cập nhật thông tin từ các nguồn báo chí trên các trang mạng xã hội, nên các bạn phải biết điều đó giúp tôi. Và Thủy Tiên cũng đã lên là nói về cái vấn đề này, cũng đã ghi hình tại nhà của bác xóm trưởng. Rồi bác xóm trưởng cũng mời người đến ghi hình ở trong nhà của bác xóm trưởng. Thì hai câu chuyện này nó trái chiều với nhau. Và ngày hôm nay thì bác xóm trưởng chính thức lên tiếng về vụ việc này. Và Thủy Tiên thì cũng có nói rồi. Tại vì đây cũng có khả năng là chỉ hiểu nhầm nhau mà thôi. Và đây là câu chuyện mà bác xóm trưởng nói như thế nào. Mời quý vị và các bạn hãy theo dõi chi tiết. Theo chia sẻ của bác trưởng xóm, là một trong 6 hộ dân có tên trong danh sách cứu trợ cho biết, bản thân bác rất buồn về những hiểu lầm không đáng có. Tuy nhiên bác cũng không giận ai mà vẫn sẽ làm việc hết trách nhiệm vì dân. Đó, đợt lũ lịch sử tháng 10 vừa qua, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị là một trong những địa phương là chịu là nhiều thiệt hại nặng nề nhất. Và những ngày qua thì dư luận có rất nhiều ý kiến trái chiều xung quanh việc cứu trợ của là ca sĩ Thủy Tiên ở Quảng Trị lẫn là trưởng thôn ở Hải Lăng hôm ngày 31 tháng 10. Cũng trong ngày hôm đó, phía ca sĩ Thủy Tiên đang ngưng cứu trợ là do là phát hiện ra có nhiều hộ có tên trong danh sách khảo sát nhưng lại không có được phiếu để nhận quà, mà phiếu là do người khác đi nhận. Và mới đây, một YouTube đã đến nhà bác trưởng thôn để ghi lại những hình ảnh thực tế, chia sẻ với cư dân mạng. Vị này chia sẻ, bão lụt thiên tai là chung nhân dân chứ không riêng một ai. Đặt theo tiêu chí của Thủy Tiên là trên 1 mét và dưới 1 mét thì nhà bác thuộc diện là trên 1 mét, được Thủy Tiên là hỗ trợ. Vậy chú làm đúng theo tiêu chí ca sĩ Thủy Tiên đưa ra, hy vọng cơ quan chức năng trả lời công bằng cho là trưởng xóm này. Đây là một bạn là YouTuber, bạn có đến mà bạn cũng có ghi hình. Thì Thủy Tiên cũng có ghi hình cái nhà ở mặt ngoài của bác, thì tôi cũng hôm qua tôi cũng có gửi tới cho quý vị và các bạn là một câu chuyện về Thủy Tiên á, nói là cái nhà của bác. Nhưng đừng trong nhà của bác thì nước đã ngập và cũng đã hư hại nặng, thì một là YouTube này đã đưa lên. Và đồng thời là bác Lê Quang Tường, bác 65 tuổi, trưởng thôn 1 là thôn Thượng Xá, xã Hải Thượng, huyện Hải Lăng,
tỉnh Quảng Trị cũng đã trải lòng khi xem thông tin đăng tải trên mạng xã hội. Chia sẻ với báo Đất Việt, bác cho hay: mình làm việc vì dân mà hôm nay chưa rõ đầu đuôi câu chuyện đúng sai đã đưa lên như thế này thì mình rất là buồn. Nhưng tôi chỉ buồn thôi, chứ làm sao giận họ được. Nhiều khi họ không có ác ý với mình, mà có lẽ do dân mình chia sẻ thông tin không được chính xác khiến họ hiểu nhầm. Họ hiểu nhầm thì họ sẽ sửa sai, thế thôi. Đây là những lời chia sẻ của bác trưởng xóm như vậy. Và bác nói tiếp: tôi rất cảm ơn tình cảm của mọi người ở khắp nơi dành cho tôi và gia đình trong lúc này. Tôi cũng buồn vì những hiểu lầm không đáng có, nhưng tôi buồn một thì con tôi buồn mười. Sợ nhất là ảnh hưởng đến con. Đó là bác trưởng xóm bác trình bày, là bày tỏ cái nỗi lòng là của bác như vậy. Và bên cạnh đó thì trên mạng xã hội cũng lan truyền rất nhiều những hình ảnh ghi lại ngôi nhà của người được cho là xóm trưởng xóm 1 thôn Thượng Xá, xã Hải Thượng, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị, một trong là 6 là hộ gia đình được đoàn của Thủy Tiên trao quà cứu trợ. Theo đó, ngôi nhà của vị xóm trưởng này khiến nhiều người không khỏi là chạnh lòng vì cũng sơ sát, tang hoang và tiêu điều. Trong nhà thậm chí không có vật dụng gì giá trị ngoài chiếc giường, bộ bàn ghế cũng nồi niêu xong cháo. Thì câu chuyện mà Thủy Tiên với bác thì cũng mong sớm là chấm dứt, và Thủy Tiên cũng đã quay lại Quảng Trị để trao là quà cho là 12 xã ở là huyện Hải Lăng. Và được biết á, là những ngày trước lũ là bác thường giúp bà con là phòng chống lũ theo chỉ đạo của huyện, đến tận nơi thông báo cho những hộ neo đơn, nhà thấp có nguy cơ ngập nặng sơ tán đến nơi an toàn. Sau lũ, bác thường tiếp tục hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, tổng hợp danh sách là cấp gạo cho bà con. Trước đó ngày 31 tháng 10, Thủy Tiên thông báo sẽ ngưng phát hỗ trợ tại huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị do danh sách không đúng thực tế. Cùng với đó, đoạn là clip 3 người dân phản ánh gia đình mình thuộc là diện cần hỗ trợ, nhưng thực tế lại do người khác nhận. Đặc biệt, nhà của trưởng thôn dù vẫn còn nguyên vẹn, có điều kiện lại bất ngờ nằm trong danh sách. Thì sau khi chia sẻ lên mạng xã hội ấy, thì câu chuyện đã tạo nên là hai luồng ý kiến trái chiều nhau. Và trong đó là những bức ảnh về căn nhà dột nát nghèo túng được cho là trưởng thôn là khiến Thủy Tiên bị ném đá gay gắt, phẫn nộ và cách làm việc cảm thấy yêu cầu nữ ca sĩ là công khai xin lỗi là bác trưởng thôn. Thì cái câu chuyện này thì tôi cũng đã nói, đó, đã nói cho các bạn biết rồi ha. Thì đây là theo cái phần của là Thủy Tiên. Thì Thủy Tiên nói á, đây là nhà bác trưởng xóm trên mạng và nhà bác trưởng xóm ngoài đời. Thật nhé, nhưng bạn đang là ngày đêm lập là cái gút ra để chửi mình. Thì cái câu chuyện này Thủy Tiên cũng đã đăng, ngày hôm qua tôi cũng đã gửi tới cho các bạn rồi. Thủy Tiên thì quay ở mặt tiền, còn là một anh YouTuber thì vào quay ở trong phía nhà. Thì hai cái thì nó đối lập nhau. Nói chung thì nhà bác cũng là còn cứng rắn, nhưng là nhà bác ngập lên 1 mét là cái chuyện đó là thực sự đó các bạn. Đó, nên cái câu chuyện của bác và Thủy Tiên hiểu nhầm nhau, vì theo là cái phiếu, tức là nhà bác cũng đã là ngập trên là 1 mét, thì bác có quyền nhận cái phần là hỗ trợ từ Thủy Tiên ra, đúng không? Thủy Tiên là ra tiêu chí là nhà ai ngập trên 1 mét thì được nhận quà. Nhưng Thủy Tiên là đọc trong danh sách là nó có bác trưởng thôn, chắc cũng nghĩ là bác trưởng thôn chắc giàu có nên chắc hiểu nhầm về cái chuyện này. Đây, đây là một điều thì mong giữa Thủy Tiên và bác gặp mặt nhau ở Quảng Trị để là cái chấm dứt cái câu chuyện này, và đừng có là đem lên cái trang mạng xã hội nhiều nữa. Tại vì đem lên thì một thì nói ra 10, nhiều cái là ý kiến nó trái chiều lắm. Đó, thì chính thức thì nhà bác trưởng thôn cũng là trong hoàn cảnh khó khăn, và được cái diện là bác là cũng là được là hỗ trợ. Cái điều này là cái điều chắc chắn. Và năm nay thì bác cũng đã 65 tuổi rồi. Đó, vợ chồng bác cũng có tuổi rất là già rồi. Đó, thì Thủy Tiên là suy nghĩ lại và cũng cấp theo cái chính sách. Đó là cái điều chắc chắn. Tại cái tấm lòng Thủy Tiên thì là chắc mọi người cũng biết rồi. Trong cái chuyện vừa rồi là Thủy Tiên giữa bác Thủy Tiên và
Về dưa Thủy Tiên và bác tưởng xóm mà chỉ có hiểu nhầm nhau mà thôi, đó là cái điều chắc chắn. Thì Thủy Tiên đã quay lại Quảng Trị lần thứ ba để cấp cho bà con là của mình ở đó. Thì cũng mong là câu chuyện là giữa bác trưởng xóm và Thủy Tiên chấm dứt tại đây. Và tôi cũng rất cảm ơn các bạn rất là nhiều đó, các bạn luôn là ủng hộ đóng góp ý kiến cho kênh của Minh Hải Miền Đông. Xin hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo đó, tôi sẽ cập nhật nhanh nhất và nóng nhất để gửi tới kịp thời phục vụ quý vị và các bạn gần xa. Xin chào và tạm biệt.